Chào anh em, hôm nay chúng tôi đăng bán để có thể truyền tải cũng như thanh lý hàng loạt những mẫu xe 5 chỗ 7 chỗ gầm cao đang có mặt tại 26 đường Cầu Diễn, giúp cho anh chị có thể tìm kiếm được những cái dòng xe siêu lướt rất mới, đi rất ít km. Mẫu xe đầu tiên chính là mẫu xe Toyota Fortuner, máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2021 luôn các bác nhé, 2021. Nó có thể giúp cho các bác tiết kiệm được cỡ khoảng tầm đâu đó khoảng hơn 200 triệu so với các bạn mua xe mới. Xe mới bây giờ có đăng ký vào khoảng tầm 1 tỷ 350 triệu. Nhưng xe này sản xuất năm 2021, mới đi được có chưa đến 2 vạn cây thôi. Và phải nói rằng là đi còn rất là mới luôn các bạn nhé. Rất là mới luôn các bạn nhé. Và tiết kiệm được 250 triệu. Mẫu xe thứ hai chính là mẫu xe Toyota Fortuner Legender, sản xuất năm 2020. Và thời điểm này thì giá nào cũng bán. Đấy, trên các trang thì chúng tôi đang chào bán với mức giá loanh quanh chưa đến 1 tỷ 1, nhưng thời điểm này thì giá nào cũng bán rồi. Đấy, còn ngoài ra thì có Pajero Sport 2000, Mitsubishi Pajero Sport các bác ơi, Pajero Sport ở bản hai cầu 2020 các bác nhé, 2020 với cái tầm tiền chỉ nhiêu 1 tỷ 1 thôi là có thể sở hữu ngay cái dòng xe này rồi, lãi suất là 0,65% một tháng các bác nhé. Ngoài ra thì chúng ta đang có một cái mẫu xe này cũng rất là đẹp và mới, đó là mẫu xe Hyundai Tucson các bác nhá. Hyundai Tucson là phiên bản là sản xuất năm 2000. Vâng, Hyundai Tucson các bác nhá. Đấy. Hyundai Tucson 2021 luôn các bác nhá, siêu mới và siêu lướt. Đấy, siêu mới và siêu lướt luôn nhé, cực kỳ mới, Hyundai Tucson. Đây anh em có thể thấy đây, có thể nói rằng siêu mới và siêu lướt. Đấy, biển 30H luôn các bác nhá, 2021 Hyundai Tucson. Hyundai Tucson thì hiện tại Bica Hà Nội đang còn khá nhiều những cái mẫu xe, trong đó cái mẫu xe màu đỏ này thì đang chào bán với mức giá là 800-875 triệu đồng. Đấy, rẻ hơn rất là nhiều lần so với các bạn mua xe mới, mặc dù xe mới đi được có 1.000 đi được có khoảng tầm đây hiện tại đi có 10.000 cây, nó rất là mới và gọi là siêu lướt luôn các bạn nhá. Đấy, rất là mới, gọi là siêu lướt luôn. Đấy, 875 triệu đồng, và thời điểm này thì có thể thương lượng được. Đây chúng tôi đang có một cái mẫu xe Toyota Fortuner Legender nhưng đã bán rồi các bác nhá, Fortuner Legender đã bán rồi. Ford Everest 2019. Đấy, cũng nhô 1 tỷ 1 là có xe. Rồi chúng ta có Toyota Fortuner 2 cầu 2019. Đấy, cũng như 2020 cũng đều có cả các bác nhá. Đấy, hiện tại thì chúng tôi đang bán được một cái mẫu xe Fortuner 2 cầu 2021 rồi, nhưng còn một cái mẫu xe Toyota Legender 2021 và Toyota Fortuner máy dầu 2 cầu 2019 với cái tầm tiền nó loanh quanh 1 tỷ 1 là có thể có xe rồi. Hỗ trợ trả góp 70%, chỉ gần 300 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi các bác nhá. Mazda CX-5 2018 và động cơ 2.5 luôn các bác nhá. Mazda CX-5 2018 2.5 cực kỳ mới, và xe này thì cũng chỉ có giá rất là vừa phải các bác nhá. Đấy, cực kỳ mới, giá thành thì cực kỳ hợp lý luôn. Đấy, Mazda CX-5 2018. Đấy, với cửa tiền anh quanh nhau 7.5 là có thể sẽ có ngay dòng xe này rồi các bác nhé. Tiếp tục chúng ta có Mitsubishi Outlander sản xuất năm 2021, đăng ký lần đầu 2022 luôn các bác nhé. Đấy, đăng ký 2022 với cái cửa tiền của nhau 8.5 là có thể sở hữu ngay cái dòng xe này rồi. Đấy, bác nào có nhu cầu tìm kiếm những dòng xe này, đặc biệt là những dòng xe Hyundai Tucson này, thì em đang có một cái mẫu xe nữa Hyundai Tucson sản xuất năm 2015 với cửa tiền chỉ có khoảng tầm chưa đến 700 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi, với lãi suất là 0,64% một tháng. Chúc các bác thật nhiều sức khỏe, thành công, gặp nhiều may mắn. Xin được trân trọng cảm ơn.